Toàn Audio Nam Định xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước máy quay trong đoạn clip này thì chúng ta đang được tham khảo và trải nghiệm một siêu phẩm loa khủng long đến từ Mỹ với cặp PV model BVK118, sở hữu bát xốp lên tới 50 và quả kèn trung kèn 40 và một chiếc kèn tai voi. Trên cặp loa PV 118 có công suất ở ngưỡng 1.400W. Với cấu hình này thì chúng ta đã thấy ngay được một điều rằng đây là một cặp loa khủng long, nó có thể đáp ứng được mọi không gian, từ những căn phòng khách sang trọng cho tới các nhà hàng, quán bar hay vũ trường, hay thậm chí những không gian loãng ngoài trời. Anh em chỉ cần đánh nguyên một cặp loa này thôi, chúng ta đã thấy được cái đẳng cấp mà nó thể hiện cho người chơi. Với đặc trưng của dòng loa này thì chúng ta thấy rõ được một điều, giải trầm của nó thể hiện nó xuống rất sâu và rất mềm, hoàn toàn không bị khô cứng ở bất kỳ một thể loại nhạc nào và ở các chế độ mở. Khó thực hiện nhất thì chúng ta phải nói tới những chế độ mở nhỏ và đòi hỏi tiếng trầm xuống sâu và mềm. Thì trên PV model BVK118 chúng ta sẽ thấy rõ được điều này. Và với phần trung kèn lớn và quả chiếc kèn tai voi khá là đẹp và nổi tiếng, chúng ta có thể thấy ngay được chất âm với karaoke, nó là những chuyên nghiệp cho những không gian lớn, sự kiện hoặc chúng ta chơi cho các nhà hàng, quán bar hay là những căn phòng khách gia đình. Với phong cách mạnh mẽ và phong cách thể hiện sang trọng trọng cũng như là độ khủng của cặp loa này, mời quý vị và anh em chúng ta cùng tham khảo trước máy quay với một siêu phẩm loa. Nó có cấu hình rất là tuyệt vời, mời anh em cùng quan sát ở cự ly gần nhất. Trước máy quay là bộ e căng, chúng ta có thể thấy được rằng nó có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, được đan xen bằng các sợi cước kép. Chúng ta có thể thấy nó là tuyệt đẹp với model PV. Hoàn toàn không có, đây là ưu điểm đầu tiên với model này. Sở hữu chiều cao, chúng ta đang được thấy chiếc máy quay cho cả chân 1m, chiều ngang 68cm, sâu 50. Trọng lượng của KS 118 BVK này nó lên tới trên 1 tạ. Với công suất sở hữu ở ngưỡng 700W trên một loa, ở mức trung bình cho cả cặp 1.400. Có lẽ rằng mức gấp đôi thì chúng ta đã biết rằng nó là quá khủng rồi, tôi không cần giới thiệu nhiều. Trở kháng 8 ohm với độ nhạy cao 128 dB, rất tuyệt vời. Phía bên hông của nó là hai cái tay cầm. Quý vị quan sát này, đây là con siêu trầm của tôi, bát 50 đó. Siêu trầm bát 50 này đang nằm cạnh này, và so với cặp PV này thì nó chưa nhằm nhò gì đâu ạ. Ngang 68, cao 1m cả chân. Bên hông là tay cầm bằng thép và logo của PV rất đẹp, phủ bóng gương đó, rất là chắc chắn. Ta có thể thấy thùng của nó là thùng gỗ và được phủ sơn chống trầy hạt cát composite siêu mịn, rất đẹp. Đó, chúng ta nhìn cái thùng này thì phơi nắng phơi mưa là chắc chắn rồi, không sợ hỏng rồi. Phía sau lưng, tất cả toàn thân của nó thì giống như nhau. Phía sau lưng của nó chúng ta thấy rằng nó còn nguyên tem cờ này. Chúng ta tham khảo thông số này. Ở PV 118 này, các chế độ cắm theo kết nối thông thường này, chế độ đánh VAMP này, có nghĩa là đánh riêng cho hai giải, đánh cắt thành trầm hay là chơi riêng cho trung âm và check này. Công suất cho một loa ở ngưỡng 700W trên trở kháng 8 ohm. Đó. Tem cờ này, công suất xứ này. Made in USA này. Quý vị quan sát, đây là cái số sản xuất ghi chữ ký gì đó chúng ta không cần quan tâm. Made in USA. Đó, phần bên dưới này, tem cờ phụ của nó cũng còn đủ hết này. Đó, xuất xứ có đến từ USA. Một cặp loa còn mới, nguyên tem cờ. Đó, tem cờ quý vị có thể thấy đi qua thời gian thì nó hơi cũ một tí. Loa thì còn rất là mới. Tem nó bằng giấy thì đương nhiên rằng nó sẽ hơi bạc màu. Như vậy chúng ta đã thấy rõ là cấu hình của cặp loa khủng long PV BVK118 có xuất xứ đến từ USA, sở hữu cấu hình có thể so đo với bất kỳ một đối thủ nào. Với cấu hình này thì tôi cũng lưu ý với toàn thể anh em rằng nó có cấu hình to tương đương như là những cặp JBL 4344 MK2 chẳng hạn, nhưng mà mới là bát 40, còn đang xếp hạng sau là đàn em uốn trầm thì vô địch rồi, không thể so đo được rồi. Với một bát súp chúng ta quan sát này, phía mặt trước một bát súp đường kính 50 phân đó, quý vị nhìn thấy gang này phê chưa, nòng nó rất là sâu. Một gang này, hai gang này đó, vẫn chưa hết.
bát súp 50 xương đúc, từ của nó rất là khủng, từ của nó tới trên 20 cm, gân xếp tẩm dầu siêu mềm, cũng là siêu bền này, gân của Mỹ này anh em, nhìn gân của Mỹ nó mềm xèo như thế này, bát của nó xuống rất sâu, hai ống hơi thở về mặt mặt trước rất là lớn như là hai cái ống cống phía dưới chân. Một quả trung kèn, đường kính của nó là miệng là 40, cao trên 10 phân, củ của nó vào khoảng, củ kèn này nó vào khoảng trên 16 cm. Phần trên cùng là một quả check kèn tai voi của PV, đặc trưng của dòng PV, nó làm rất là bệ vệ phía sau, với cái từ của nó cũng tới 16 cm. Check kèn tai voi, trung kèn 40, bát súp 50, đủ phê chưa? Quý vị có thể bê mang vác thập cẩm ở chơi ở mọi không gian, cho cả nghe lẫn karaoke, miễn bàn với model PV BVK đến từ Made in USA về phía mặt trước, rất là tuyệt vời cho một cặp loa. Chúng ta thấy rằng không thể đẹp hơn. Quý vị có thể quan sát kỹ từng centimet. Đó, tôi lại xếp cái e-căng nó vào mặt trước. Cái e-căng của nó là nó làm khung bằng gỗ rất đẹp và được thiết kế bằng các cái sợi cước kép. Đó, được đan. Đây là sợi này, nó được đan rất là đẹp. Đó, và nó có độ đàn hồi rất tốt. Nỗ thoát này đánh thoải mái, bát súp 50 đánh như là cái trống nàng luôn rồi. Những tiếng huỳnh huỳnh thở ra từ đây thì chúng ta chỉ có hai từ là phê. Tôi chỉ lưu ý với quý vị rằng những dòng loa này cái tiếng trầm nó xuống rất sâu và nó rất là mềm, sẽ không có khái niệm bị tức ngực hay là bị khó chịu lông tiếng như là một số cái dòng loa phun thông thường. Đây là ưu điểm. Bởi vậy chơi ở mọi không gian chúng ta khỏi cần nghĩ tới súp và trầm. Khi tiếng bát đã sâu rồi, mở bé tí bát của nó đã thả huỳnh huỳnh rồi, súp với trầm thì chẳng cần là mua làm cái gì nữa, thừa. Anh em có thể chơi được mọi không gian, 50, 100m, vài trăm mét vuông, mang ở nhà hàng, quán bar hay sự kiện hay vũ trường, hay là chơi ngoài không gian loãng các cái sự kiện với một cặp thôi. Nguyên model BV Group 118 này, chúng ta có thể thấy rõ được độ phê và độ đẹp cũng như độ sang trọng của cặp loa mà tôi đang giới thiệu trước máy quay. Bây giờ chúng ta cùng tập trung lại thưởng thức tiếp chất âm của cặp loa này. Với cấu hình của cặp PV model BV Group 118 trên kênh của Toàn Audio Nam Định, quý vị và anh em chúng ta cần tham khảo tới bất kỳ vấn đề nào, có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình, đầu tư 1.000 đồng, không đến một gói bim bim đâu. Anh em sẽ luôn được sự trợ giúp cũng như là tư vấn nhiệt tình nhất và những mức giá thành ưu đãi nhất. Đây cũng là quan điểm bán hàng của mình, và luôn dành cho những anh em có phong cách màu nẹ nhất với mức giá thành tốt nhất. Mọi chi tiết những anh em bình luận có thể là tùy từng thời điểm, có những lúc thì mình có thể trả lời ngay lập tức ở trên bình luận cũng ok, bất kể mọi vấn đề. Hoặc cũng có thể là anh em cần hơn tôi chưa kịp trả lời thì chúng ta can theo số điện thoại trên kênh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bây giờ anh em cùng thưởng thức với những vũ điệu rất là nhịp nhàng và sự uy lực mạnh mẽ của PV BV Group 118 đến từ USA. Đó, quý vị nghe cái tiếng này nó khiến cho tường hàng xóm thì cũng phải rung lên rất là mạnh rồi. Bát xuống rất sâu. We'll be right back.
Quý vị thấy rõ không ạ? Với cái tiếng trống của nó thả sâu và mềm và uy lực mạnh mẽ giống như là những cái trống nàng, và được các nực sĩ cầm cái dùi đục rất lớn và thả trên mặt trống. Nghe cái tiếng trầm nó thả, nghe cái uỳnh nội tai một phát, phê lắm rồi. Trầm này thì quý vị chơi rất nhiều những cặp loa, kể cả JBL, những cái model khá là đắt, không có được tiếng trầm sâu này đâu ạ. Để mà thực hiện với những cặp loa lớn và tiếng to lớn thì cũng không khó tìm, kể cả anh em chơi cặp loa tàu cựa thôi. Bát 40 côn với từ to hàng trăm mini thì chúng ta thấy được tiếng rất to. Nhưng mà để mà tìm được cái tiếng mà nó mượt về ba giải, và đặc biệt là giải trầm, sâu và mềm, nghe không mệt tai và dễ chịu, thì là một điều rất là khó đối với những cặp loa ở mọi thương hiệu và mọi phân khúc tầm giá. Và đi kèm theo điều này thì giải trung âm và check, khi chúng ta nghe nhạc cũng như là hát karaoke, mang lại cho ba giải trung âm và check cũng như là trầm đồng đều, hài khá là hài hòa và mượt ở ba giải, thì là một điều này càng khó hơn. Với sự thể hiện của cặp loa này, anh em có thể chơi được đa dạng các phong cách, từ nhạc tiết tấu chậm rãi, bolero hay trữ tình, hay remix hay sàn, thì nó là quá đỉnh rồi. Karaoke thì quý vị đừng hỏi, tôi không cần giới thiệu, bởi vì không có điều gì mà miêu tả hơn. Bass sub 50, kèn khủng rồi, check kèn tai voi luôn rồi. Ngắm hay nhìn thì đã thấy được cái chất của nó thể hiện rồi. Kèn này không phải làm cho đẹp, mà để lấy tiếng, bên nhân hóa âm thanh, nó thể hiện rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng lướt lại một chút tiết tấu nhanh và mạnh nữa để trải nghiệm sự thể hiện của cặp loa này. Nó rất tuyệt vời. Tôi mở từ TV mà nghe cái gì nó cũng phê. Bass rất mềm. Bass chúng ta nghe cái tiếng quỳnh quỳnh, không thấy tiếng bình bình nông nông ở đâu. Chẳng khác nào mà đang được đứng trên vũ trường với những giai điệu rất là bốc lửa, và sự thể hiện của PV BV Dub 118 có xuất xứ đến từ USA. Như vậy chúng ta đã rõ nhất được cấu hình của cặp loa siêu khủng này. Không phải là nó là những cặp loa tầm thường nữa, nó có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc. Trong đoạn clip cũng khá là dài, tôi đã test cũng khá là nhiều những phong cách nhạc mà dân dã. Với tín hiệu mở từ TV, chúng ta đã thấy rõ được cấu hình và chất âm của cặp loa này. Tôi đang phối ghép cho một con đẩy bãi của châu Âu, cũng tiếng cũng rất là hay, tầm tiền thì cũng vừa phải, 7-8 triệu đồng thôi, không đắt đỏ như là một số cái thương hiệu khác, nhưng chất âm thì chúng ta có thể thấy ngay được nó thể hiện rất là tuyệt vời. Và một lần nữa, với cuối đoạn clip thì tôi lại gửi tới quý vị và các bạn chúng ta cùng tham khảo và trải nghiệm lại một chút nhạc trữ tình, để chúng ta lại thấy được độ mềm mại cũng như ngọt ngào của cấu hình này. Đây là cấu hình siêu khủng trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Quý vị quan tâm, can theo số điện thoại trên kênh của mình để được hưởng những ưu đãi tốt nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Về cố hương xa vời, lệ như mong ai mà trang giấy. Mưa
tuôn trong tim suốt năm cánh dài. Từng hạt buồn đau tí tách ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà. Lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào. Lời hẹn đầu tiên mới nhớ.